NSND Lê Khanh 23 năm đi tìm người đàn ông đã giúp đỡ mình giữa đêm khuya. Nghệ sĩ Lê Khanh kể, trong gần 50 năm hoạt động nghệ thuật của mình, chị đã gặp không biết bao nhiêu câu chuyện về tình người và tình đời. Trong số đó, có những chuyện khiến chị cứ ám ảnh và dây dứt mãi. Điển hình là câu chuyện đã xảy ra cách đây 23 năm, khi chị một thân một mình giữa đêm khuya ra đường vẫy xe từ Ninh Bình về Hà Nội. NSND Lê Khanh cho biết, chị vẫn nhớ chính xác đó là ngày mùng 10. Tháng 5 năm 1996, thời điểm đó, chị xuống thành phố Ninh Bình để tham gia hội diễn liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Lúc kết thúc vở diễn thì trời đã về khuya, độ gần nửa đêm rồi. Tôi đứng giữa ngã ba đường vẫy xe về Hà Nội. Vẫy mãi, hết xe này đến xe khác nhưng không xe nào dừng lại. Ngày ấy, ô tô ít hơn bây giờ nhiều. Nhưng chiếc ô tô hiếm hoi cứ vun vút lao đi một cách đầy vô tình, trước người phụ nữ đang bồn chồn Lo lắng mong sớm bắt xe trở về nhà, về nơi có con thơ đang khát sữa mẹ. Tôi hoang mang, sốt ruột, chẳng biết phải làm sao nên thầm khấn trời Phật. Người ta thường làm thế khi tuyệt vọng, chẳng biết trời có nghe không, Phật có thấu không. Nhưng bỗng có một chiếc ô tô tiến lại. Người lái xe chạc tuổi tôi hỏi, "Chị muốn đi xe à?" Tôi liền đáp, "Vâng, tôi là nghệ sĩ vừa diễn ở trung tâm văn hóa tỉnh. Đoàn tôi ngày mai mới về nhưng tôi không thể ở lại vì có con nhỏ ở nhà." nếu anh có tiện về Hà Nội làm ơn cho tôi đi nhờ với. Vừa dứt lời thì người đàn ông bảo tôi lên xe để đưa tôi về. Trên đường đi, cả hỏi nhau rất nhiều chuyện và chẳng mấy chốc thì về đến Hà Nội. NSND Lê Khanh kể, nữ nghệ sĩ cho biết, khi chở chị về đến cửa giạp siếc trung ương thì người đàn ông bất ngờ dừng xe, và xin lỗi vì không thể đưa chị về tận nhà do có việc phải quay lại Ninh Bình chị ngỡ ngàng, nhưng vẫn kịp biết người đàn ông kiên nhận thấy chị là nghệ sĩ lại đang có vẻ bồn chồn nên đã lái xe đưa chị về Hà Nội. Quá bất ngờ, bàng hoàng và lúng túng, tôi vội vã bước lên taxi. Người đàn ông kia cũng vội vã lên xe quay đầu về lại Ninh Bình. Trong tích tắc, hai chiếc xe lao vút đi về hai hướng rồi khuất dạng. Đang đi, tôi bỗng giật mình thốt lên khiến anh lái xe taxi phanh gấp. Người tài xế hoảng hốt hỏi, chị quên gì à? Tôi đáp vâng, tôi quên không kịp hỏi tên anh ấy năm tháng trôi qua lòng biết ơn mỗi ngày một nhiều thì nỗi day dứt cũng mỗi ngày một lớn làm sao tôi gặp lại được ân nhân để cho gia đình tôi được cảm ơn anh một khán giả tốt bụng người lái xe nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn tôi đành mỗi khi có chương trình giao lưu chuyện đời chuyện nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng lại tranh thủ kể câu chuyện về anh người khán giả đã dành những nghĩa cử đẹp đẽ cho nghệ sĩ hy vọng ở đâu đó anh nghe được và biết gia đình tôi mãi mãi không quên anh nsnd lê khanh tâm sự Nữ nghệ sĩ nói thêm, người đàn ông tốt bụng ấy không thể nào biết được. Chính đêm ấy, mùng mùng 10 tháng 5, năm 1996, vở kịch bến bờ xa lắc của nhà hát tuổi trẻ, vai diễn thúy của tôi trong vở diễn này đã đoạt cú đúc giải diễn viên xuất sắc và ngôi sao sân khấu năm 1996. Và cũng không ai biết được đêm hôm đó, cũng có một con người xuất sắc tựa một ngôi sao giữa cuộc đời. Anh đột ngột hiện ra rồi đột ngột biến mất. Anh như người được chọn để làm nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Theo đó, đưa con khiến NSND Lê Khanh phải bằng mọi cách về Hà Nội, trong đêm khuya vì sợ con khát sữa đó là con gái lớn Lam Khuê, tên ở nhà là Hến, sinh năm 1995. Sau Lam Khê, vợ chồng Lê Khanh, Việt Thanh còn có một cậu con trai sinh năm 1997 tên Gia Khanh. Lam Khê được nhiều người nhận xét là không giống mẹ Lê Khanh. Cô bé không mang nét nhẹ nhàng, yểu điệu và chất thanh tao của người con gái Hà Nội xưa mà cá tính và phong khoáng. NSND Lê Khanh tâm sự: dù Lam Khê đã hơn 20 tuổi nhưng ở nhà mọi người vẫn thường gọi là hến. Từ nhỏ, so với em trai thì Lam Khê đã được tôi quan tâm nhiều hơn, đồ của cháu thường đặt ngang ngửa với mẹ. Trong mỗi chuyến công tác nước ngoài, tôi tranh thủ chọn lựa đồ cho con bé. Có những bộ đồ vì mẹ ứng mắt nên mua về, mà con phải đợi đến vài năm sau mới có thể mặc vừa. Tôi muốn tạo thẩm mỹ trong cách ăn mặc cho con ngay từ khi còn nhỏ. Ở tuổi mới lớn, các con có quyền làm điệu nhưng nếu là tóc xanh đỏ, trang điểm lòe loẹt thì tôi không cho phép nsnd lê khanh cho biết con gái có ảnh hưởng phần nào từ tính thẩm mỹ mà mẹ định hướng từ nhỏ đến bây giờ dù đồ thời trang bán tràn ngập từng con phố chị vẫn thích tự chọn vải may đo ở hiệu may lâu năm trên phố nhà thờ hà nội để màu sắc kiểu cách được hợp với mình lam khê từng là học sinh trường trung học phổ thông chu văn an hà nội và hiện đang là du học sinh tại mỹ theo tiết lộ từ gia đình cô bé có thành tích học tập đáng nể nhận được học bổng du học và thông thạo cả tiếng anh lẫn tiếng pháp hà tùng long nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất